Phim tài liệu Mẹ vắng nhà nói về nhà hoạt động đang bị cầm tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình mẹ nấm khi không có cô ở nhà đã được Voice trình chiếu tại 7 nước, trong đó có một số buổi chiếu không công khai tại các nhà thờ và tòa đại sứ ở Việt Nam. Blogger mẹ nấm bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước hồi năm 2017. Nhà làm phim Clay Phạm nói: "Đó là một cái bộ phim chân thật nhất về gia đình một tù nhân lương tâm. Thì trước đây ở Việt Nam á, người ta cứ không hiểu là gia đình một tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lại với chính quyền nên mới bị ở tù. Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù." Ông Clay Phạm hiện bị cấm xuất cảnh khỏi Việt Nam. Ông nói dù cuộc sống và sự an toàn của ông đang bị đe dọa ở Việt Nam, nhưng nếu có phải đánh đổi cũng xứng đáng, vì ông hy vọng với bộ phim này, cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền sẽ giúp Như Quỳnh được trả tự do. Tổ chức phi lợi nhuận Voice đang trình chiếu phim Mẹ vắng nhà trên khắp thế giới. Những hình ảnh và thông tin thu được từ các buổi chiếu ở Mỹ và nhất là ở khu vực Washington DC trong tuần này sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.